Thì Lê cũng gửi đôi lời cảm ơn đến tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân đã hỗ trợ, đã quyên góp cho Thi Lê đủ số tiền mà để Thi Lê có thể cứu ba bé dê, nó có cơ hội nó sống thêm một lần thứ hai nữa. Thì trong số quý mạnh thường quân quyên góp thì có một cô cũng có một cô ở bên Mỹ, quý mạnh thường quân ở bên Mỹ có tên là Jennifer Lê, có gửi về cho Thi Lê số tiền là 200 đô la Mỹ để mà quyên góp vào cứu ba bé dê. Thì Thi Lê cũng gửi lời đến cô Jennifer Lê với lại tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân đã quyên góp đủ số tiền cho Thi Lê cứu ba bé dê lúc nào cũng bình an trong cuộc sống và dồi dào sức khỏe để mà có sức khỏe để có thể dõi theo Thi Lê bước đi trên con đường thiện nguyện để giúp cho tất cả chúng sanh nó được thoát được cái chết và nó có cơ hội nó sống thêm một lần thứ hai ở mái ấm nữa. Hai chào cả nhà, đến với video tiếp theo của Thi Lê. Thì cách đây vài ngày, Thi Lê có đăng tải một cái đoạn clip ngắn lên kênh YouTube của Thi Lê. Thì trước ống kính màn hình thì cả nhà nhìn thấy đây là người đàn ông thường xuyên mua bán những con bé chó, những con bé mèo, những con động vật khác vào lò mổ. Thì bây giờ vì cuộc sống mưu sinh và còn người đàn ông này còn động lại một cái chút lương tâm nho nhỏ và đã bỏ tiền ra đã giải cứu những chúng sanh này đã thoát khỏi cái chết, một cái chết rất là oan oan ức. Thì bây giờ nói chung thì sau khi mà Thi Lê đăng tải cái đoạn clip ngắn lên kênh YouTube của Thi Lê thì nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thương của tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân đã yêu thương mấy bé dê và đã cho mấy bé dê nó có cơ hội nó sống thêm một lần thứ hai nữa và đã quyên góp ủng hộ Thi Lê số tiền để mà Thi Lê có thể giải cứu những con bé dê này, nó có cơ hội nó sống thêm một lần thứ hai nữa. Hai chào cả nhà, đến với video tiếp theo của Thi Lê. Thì trước ống kính màn hình thì cả nhà nhìn thấy đây là một gương mặt rất là quen thuộc đối với lại mái ấm của Thi Lê luôn cả nhà. Thì cách đây vài ngày bác Đức có gửi đoạn clip ngắn cho Thi Lê nói về ba con bé dê bị như hoàn cảnh như thế nào đó, bị chủ bán vào lò mổ hay hoặc là như thế nào đó. Thì chúc cả nhà cùng nghe bác Đức tâm sự và chia sẻ nha cả nhà. Và sau khi mà Thi Lê đăng tải cái đoạn clip ngắn lên kênh YouTube của Thi Lê thì nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thương của tất cả quý bà cô chú anh chị mạnh thường quân đã hỗ trợ cho Thi Lê số tiền để mà Thi Lê có thể cứu ba bé dê, nó có cơ hội nó sống thêm một lần thứ hai nữa cả nhà. Và hôm nay bác Đức mang ba bé dê lại cho Thi Lê, và cái điều quan trọng là hôm nay là lòi ra thêm ba con bé chó nữa đó. Cái này mới là điều quan trọng này cả nhà. Thì ba bé dê này hôm bữa là hoàn cảnh như thế nào, bác có thể chia sẻ cho mọi người cùng nghe được hay không? Nói chung là ba bé dê của một cái gia đình họ rất là khó khăn. Sau đó là hai bé trắng này là rứt bầu sữa, là họ đi bán con, họ bán mẹ. Bên con làm gì? Họ kiểu họ đẻ xong ấy, đẻ xong là bắt đầu là nói chung là thời gian là họ lại bán mẹ. Thì tôi thấy thương về thì bắt đầu là rồi con đâu, con thì họ bán đi. Rồi bác nói con bé nào có bầu nữa không, đây là nó đẻ ra xong, đẻ xong bắt đầu là họ bán con, nên bắt đầu là tôi thôi thì họ vào họ bán vào lò mổ là tôi thương, là tôi cứu về. Đây đây, các bé là rất là dài mà bà đẻ sưởi lắm, không cho ăn uống gì đâu. Cái nhà này không cho ăn uống, có khi 3 4 ngày không cho uống nước, tôi bảo tôi chết rồi. Nếu mà là ba bé dê này coi như là nó không có bầu vậy đúng không? Không có bầu là coi như là nó mới đẻ ra, rồi con nó đâu, con nó mới bán mừng thịt rồi. Con này không biết họ bán cái gì, thì cái đó là mình không rõ vì cái gia chủ đó. Thì thực tế là họ kêu là họ. Rồi tại sao mà ba bé dê này như thế nào? Dạ, ý là ba bé dê này nè, ba bé dê thì đấy, thì nói chung là gia chủ đấy, thì nói chung là tôi là họ bán vào lò mổ là tôi thấy thương tình, là tôi cứu cứu về. Mà gia đình này là họ không chăm bẵm đi, để sưởi có khi là gốc vào gốc vải với này, cái gốc cao su là có gì không ấy cả, chỉ là chẳng ăn uống. Hôm về tới tôi nuôi thì bắt đầu tôi cho lá nó ăn dần dần. Con kia đâu rồi, con đây, kia đây, đè đây, đâu đây, rồi đây, 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 đây. Rồi bây giờ bác mang xuống cho em đi, nó dài lắm rồi. Này phải lấy con dây cột từng con á để nó chạy tùm lum luôn á. Buôn ơi, cả nhà thấy cái lòi dê là cái lòi mà coi như là hiền nhất luôn, cái lòi mà thuần chay, coi như là ăn rau cải ăn lá cây không, nó con nó cây mà coi lắm. Như là lúc nào cũng bị người đời gành gặp để mà đập đầu mổ bụng mừng thịt. Cả nhà biết
hay là lễ vui quá thì đâm ra một cái cuộc vui của mình mà sát sinh lấy đi biết bao nhiêu cái sinh mạng của những con vật. Thật sự thì Lê cũng bó tay luôn. Thì cái này là vạn sự tùy duyên cả nhà. Cái này vạn sự tùy duyên, chứ thì Lê cũng không biết phải làm sao nữa cả nhà. Chán nản vô cùng. Không biết này, không biết những thước phim này đến khi nào mà chấm dứt nữa cả nhà. Thì ba bé dê này, thì sau khi mà Thi Lê đăng tải cái đoạn clip ngắn lên trên YouTube của Thi Lê đó, thì bác Đức đã đòi bán ba bé dê này là với giá là 7 triệu. Thì sau khi Thi Lê đăng tải lên thì cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm yêu thương của tất cả quý bà cô chú anh chị mình thường quân luôn đó. Chán nản vô cùng. Dẫn em vô từ từ đi Quân. Ôi, đói quá trời đói luôn. Mà trời ơi, dẫn ở đây đi, chúng ta ăn tôi bị chửi đó. Đói quá trời đói rồi. Cả nhà, thì bây giờ ba bé chó này là coi như là bác Đức là coi như là mua cũng rẻ, và bác Đức cũng sẽ bán cho Thi Lê cái giá rẻ luôn là ba con là 500.000 đó. Thì cả nhà biết ở bên Việt Nam thì khi mà đến gần lễ lộc, đến Tết này nọ, thì có nhà nhà người ta nghỉ lễ, người ta lại mua những con chó sống, những con gà sống, vịt sống này nọ, nói chung là về người ta cắt cổ, người ta lấy tiết, người ta làm tiết canh. Dê cũng vậy, thịt thì người ta ăn sống, còn máu thì người ta làm tiết canh gì đó, coi như là tiết canh ấy, coi như là ăn uống ghê ghê gợn lắm cả nhà đó. Thì bây giờ bác Đức bán ba bé chó này cho Thi Lê 500, thì Thi Lê cũng đăng tải lên kênh YouTube của Thi Lê, thì cũng mong muốn được sự đóng góp, sự yêu thương của tất cả quý bà cô chú anh chị, để mà Thi Lê nó có tiền mà cho mấy bé chó ở mấy ấm nó ăn, có tiền nó mua hạt này nọ. Cứ 4-5 ngày là tốn tiền khoảng mười mấy triệu tiền hạt cả nhà, đuối luôn á. Rồi không có chuồng sao bỏ, để lấy chuồng. Rồi chó con cũng sợ cắn nữa hả? Con chó lứa lứa thôi chứ hai con này hai chó con. Thôi cái bao gì trời. Đặt hàng